Đám cưới vừa kết thúc chưa lâu, vợ Phạm Thoại, Khánh Vân bất ngờ bị một nhà thiết kế tố mặc áo dài fake trong ngày trọng đại. Đoạn clip ghi lại sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Vừa qua, đám cưới của Phạm Thoại và bà xã Khánh Vân tại quê nhà Hải Phòng đã gây xôn xao dư luận. Trong ngày cưới, cô dâu và chú rể diện áo dài trắng cùng nhau trao nhẫn, rót rượu vô cùng tình tứ. Nhiều cư dân mạng hoang mang không biết việc nam TikToker lấy vợ là sự thật hay chỉ là chiêu trò thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, ngày vui chưa kết thúc được bao lâu thì vợ Phạm Thoại bất ngờ bị tố mặc trang phục đạo nhái. Theo đó, một nhà thiết kế đã đăng tải đoạn clip trên TikTok với nội dung nỗi lòng chung của các nhà thiết kế. Cụ thể, mở đầu video, một nhân viên bất ngờ nói, đám cưới Phạm Thoại và Khánh Vân, cô dâu mặc áo dài fake. Tiếp theo, nhân vật này cho biết áo dài Khánh Vân mặc trong ngày cưới giống hệt với mẫu thiết kế của cô. Mình đã cho ra mắt sản phẩm này từ tháng 10 năm 2023, mình sẽ cho mọi người xem rõ bản thiết kế này luôn. Chưa dừng lại ở đó, nhà thiết kế còn tố vợ Phạm Thoại ngang nhiên khẳng định sản phẩm của cô chưa quá nổi tiếng nên nhiều người mới không biết đây là thiết kế gốc. Mình rất buồn khi chất xám của mình bị một studio nào đó ăn cắp trắng trợn, người này bày tỏ. Giải thích về lý do đăng tải đoạn clip, chính chủ chia sẻ rằng cô muốn thay cho tiếng nói của nhiều nhà thiết kế ngoài kia cũng gặp trường hợp bị ăn cắp chất xám tương tự. Cuối video, cô nàng không quên gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến Phạm Thoại và vợ. Mong là hai người sẽ thấy được video này, cô nói thêm. Thông tin này ngay lập tức đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng bởi lẽ Phạm Thoại nổi tiếng là nam TikToker thường xuyên livestream chốt đơn tiền tỷ sao lại để bạn đời diện đồ fake. Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng việc bà xã của anh bị tố khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng. Được biết, vợ Phạm Thoại tên thật là Nguyễn Thị Thanh Vân hay còn được gọi là Khánh Vân, sinh năm 2001 tại Bắc Giang. Sau khi loạt hình ảnh về đám cưới rầm rộ trên các trang mạng, nhan sắc của cô nàng nhận được cơn mưa lời khen vì xinh đẹp và ngọt ngào không thua kém bất kỳ hot girl nào. Khánh Vân từng theo học tại Đại học Phương Đông, Hà Nội và thử sức với nhiều công việc từ người mẫu ảnh tự do, KOL cho các nhãn hàng, giờ đã chuyển hướng sang lĩnh vực trang điểm nghệ thuật, sáng tạo nội dung. Với vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt hài hòa, vợ Phạm Thoại nhanh chóng thu hút khoảng 1,7 triệu lượt theo dõi trên nền tảng TikTok. Nàng này cũng từng gây chú ý khi tiết lộ thu nhập khoảng 100 triệu đồng trên tháng ở tuổi 20. Khánh Vân và Phạm Thoại gắn bó với nhau được 5 năm. Cô ở bên nam TikToker khi anh còn chưa nổi tiếng, cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Thời gian đầu, cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau trên livestream hay mạng xã hội. Nhưng khi anh dần nổi tiếng, tần suất bên nhau công khai của hai người thưa dần. Chưa kể, TikToker quê Hải Phòng lại thường xuyên xuất hiện với hình ảnh giả gái ấn tượng, xinh đẹp nên khi có tin anh lấy vợ, nhiều cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. Trên mạng xã hội từng xuất hiện tin đồn Phạm Thoại, Khánh Vân có thời gian chia tay nhưng rồi lại quay về bên nhau và giờ đây cả hai chính thức tiến đến hôn nhân. Anh chàng cũng gửi lời mời dự đám cưới cho những người bạn thân thiết như Long Chun, Tôn Phạm. Nhận được thiệp cưới từ bạn thân, cả hai không giấu được sự bất ngờ và cho biết họ rất sốc, thậm chí không tin vào mắt mình. Về phần Khánh Vân, hiện tại cô nàng lựa chọn nam tiến, dành thời gian học tập thêm về mảng trang điểm, có cơ hội làm việc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Trên trang cá nhân, vợ Phạm Thoại thường chia sẻ nội dung liên quan đến làm đẹp, mỹ phẩm với người hâm mộ.